Chào các bạn, trong phần bài học này mình sẽ giới thiệu với các bạn cách liên kết và gộp các đối tượng hình ảnh. Trong quá trình làm việc với các layer hình ảnh thì có một số tình huống khi các bạn đã lắp ghép các hình ảnh lại với nhau rồi. Để bảo đảm là khi mà chúng ta làm việc với hình ảnh mà vô tình chúng ta dịch chuyển hình ảnh này thì cái hình ảnh kia nó sẽ bị sai vị trí so với nhóm hình ảnh mà chúng ta đang sắp đặt nó với nhau. Mình kéo con rồng đi thì cái ô tô nó vẫn đứng im ở vị trí đó. Thế là muốn liên kết các cái layer hình ảnh này lại với nhau để bảo đảm rằng khi chúng ta dịch chuyển một layer này thì nó sẽ dịch chuyển cả các layer kia đi theo thì chúng ta sẽ sử dụng một chức năng liên kết trên bảng layer để có thể thực hiện chức năng liên kết thì các bạn đầu tiên chọn những cái layer mà chúng ta cần liên kết đó giả sử ở đây mình sẽ có là layer con rồng layer lỗ thủng một lỗ thủng hai lỗ thủng ba và layer ô tô sau khi mình chọn được các layer này rồi bạn nhớ à, ta còn thiếu thêm một cái layer layer bóng đổ nữa thì sau khi chọn các layer đó xong là để các layer đó liên kết được với nhau trong quá trình chúng ta cần phải dịch chuyển nó khi mà thao tác làm việc với các layer đó thì các bạn sử dụng một cái lệnh ở phía dưới bảng layer của chúng ta mình kéo dịch nó ra đây để chúng ta nhìn thấy nó rõ hơn đó là cái biểu tượng link layer các bạn kích vào đây thì các layer này sẽ xuất hiện một cái sợi xích chức năng link layer sẽ giúp liên kết các layer được lựa chọn lại với nhau kể từ bây giờ khi bạn chỉ cần chọn một layer nào đó thôi ta dịch chuyển thì các layer kia cũng sẽ dịch chuyển theo cái layer mà các bạn đang di chuyển đó tương tự là các bạn có thể thay đổi kích thước của nó bằng cách ấn Ctrl T và có thể thay đổi đồng thời tất cả kích thước của các layer đó sau khi các bạn đã liên kết các layer lại với nhau mà chúng ta không muốn sử dụng sự liên kết đó nữa thì các bạn có thể bỏ chức năng liên kết bằng cách lại chọn vào những layer mà chúng ta vừa liên kết lúc trước chúng ta kích vào biểu tượng link layer một lần nữa thì nó sẽ loại bỏ cái chức năng link layer đi chức năng link layer này còn nằm ở trên menu layer với cái lệnh là link layer bạn nhìn thấy trên phần menu hướng dẫn của mình ngoài các chức năng liên kết layer này thì trong quá trình làm việc đôi khi chúng ta sẽ phải làm một động tác đó là chúng ta phải gộp hai layer lại với nhau việc gộp hai layer lại với nhau để giúp chúng ta có thể thực hiện một số các hiệu ứng nào đó trong quá trình chúng ta cần phải kể, cần phải xử lý các cái hiệu ứng đặc biệt trên những cái layer đó ở đây mình đang có một layer con rồng một cái layer ô tô hai layer này đang là hai layer độc lập À, nếu trong những cái tình huống thông thường thì việc để quản lý hai layer độc lập này sẽ tiện hơn cho chúng ta rất là nhiều để chúng ta có thể lựa chọn nó một cách nhanh chóng nhưng do tình huống mà nó bất đắc dĩ chúng ta buộc sẽ phải ghép hai layer lại thành một layer thì các bạn sẽ sử dụng cái lệnh trên menu layer nó có tên là merge layer. Merge layer sẽ cho phép bạn gộp hai hoặc nhiều các layer lại với nhau để thành một layer. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta đã gộp các layer lại với nhau rồi thì chúng ta sẽ không thể tách nó ra được nữa. Nếu mà muốn tách thì chúng ta buộc sẽ phải sử dụng các công cụ Selection để lựa chọn từng phần hình ảnh một và lại sử dụng lại các thao tác. Trong bài layer đầu tiên là bóc tách nó bằng lệnh Ctrl-Z hay Ctrl-Shift-Z. Cho nên là mỗi một lần chúng ta mà quyết định gộp layer nào đó thì chúng ta cần phải tính toán rất là kỹ để tránh tình trạng chúng ta sẽ mất đi các layer độc lập. Và để gộp các layer lại với nhau thì rất là dễ. Ví dụ như trong tình huống này, mình muốn gộp layer con rồng với layer ô tô thì mình chỉ việc lựa chọn hai layer này, sau đó vào menu layer ta sử dụng lệnh là merge layer với tổ hợp phím tắt là Ctrl E. Hoặc là bạn có thể chọn rất là nhiều các layer khác nhau như thế này và ta cũng có thể gộp nó lại cũng bằng phím tắt là Ctrl E. Bây giờ mình sẽ ấn thử merge layer Ctrl E trên bàn phím, bạn sẽ thấy là tất cả những cái layer kia bây giờ đã được gộp lại và ta chỉ có một layer duy nhất là bao gồm hình ảnh con rồng với các cái hình ảnh còn lại của cái ô tô. Một cái lệnh merge nữa mà bạn nhìn thấy trong menu layer đó là merge visible layer. Uh, Most visible layer là cho phép nó gộp những cái layer nào mà đang hiển thị lại trên file làm việc của các bạn. Tình huống này nó xảy ra khi mà bạn có rất nhiều các layer, tuy nhiên là có những cái layer mà nó không hiển thị. Giả sử bây giờ mình sẽ tắt bỏ con mắt của một số các layer ở trên đó đi, để bạn nhìn thấy. Mình chỉ giữ lại con mắt của nhóm các layer ở đây thôi. Vậy là đây ta đang có rất nhiều các layer Tuy nhiên là không phải layer nào cũng hiển thị Mà chỉ có một số layer ở phần dưới này nó hiển thị thôi Lúc này bạn muốn gộp hết những layer hiển thị này lại với nhau Thì ta sẽ sử dụng cái lệnh dễ hơn là cái lệnh Most Visible Layer Ctrl Shift E Bạn nhìn thấy là những layer nào đang hiển thị sẽ được gộp lại Còn những layer nào không hiển thị thì sẽ không bị ảnh hưởng gì cả Ở một tình huống cuối cùng là bạn nhìn thấy ta có một cái lệnh nằm ở phía dưới là Flatten Image Lệnh này thì sẽ cho phép làm phẳng hình ảnh của các bạn trở về thành một layer background nó không quan tâm đến việc là hình ảnh của các bạn có bao nhiêu layer hay là layer nào là đang hiển thị hay không hiển thị bạn chỉ cần dùng cái lệnh này thì tất cả các layer của các bạn sẽ gộp lại thành một layer duy nhất và lúc này layer duy nhất đó sẽ trở thành layer background trong quá trình làm việc thì để tránh tình trạng là khi chúng ta gộp các hình ảnh lại với nhau rồi mà chúng ta lại muốn lấy lại các cái file hình ảnh gốc thì ta có một cái thủ thuật để giúp chúng ta có thể gộp mà sẽ không mất đi các ảnh gốc bằng cách là vừa gộp và vừa tạo ra bản sao để tránh tình trạng là chúng ta không ăn mớt sửa lại được mà ta lại phải mất công chọn bằng Selection Thì các bạn làm một thao tác như sau cho mình Là bây giờ mình muốn gộp các cái layer này lại với nhau Như lúc trước thì ta sẽ chọn nó và ấn Ctrl E Bạn thấy là các layer hình ảnh này sẽ được gộp lại với nhau Thế nhưng mà nếu mà gộp rồi thì nó mất layer gốc Vậy thì mình sẽ làm một cái mẹo là mình chọn layer này xong Bây giờ thay vì ấn Ctrl E thì mình sẽ ấn một tổ hợp phím là Ctrl Alt E Tương tự như vậy nếu mà bạn muốn mất GVB thì bạn cũng có thể ấn tổ hợp phím là Ctrl Alt Shift E. Nó sẽ sử dụng lệnh gộp và tạo ra một cái layer dưới dạng copy và nó sẽ giữ lại các layer gốc cho các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn và sau đó ấn tổ hợp phím Ctrl an E trên bàn phím. Bạn nhìn thấy là một layer mới được sinh ra là kết quả của việc gộp các layer bên dưới. Các layer gốc của chúng ta vẫn được bảo toàn ở đây. Và khi làm việc với Photoshop thì các bạn nên sử dụng cách này để tránh tình trạng là chúng ta bị đánh mất các layer gốc sau khi gộp. Vậy là mình vừa giới thiệu với các bạn cách chúng ta có thể gộp các layer lại với nhau cũng như liên kết các layer lại để thuận tiện hơn trong quá trình làm việc hay xử lý các hiệu ứng cho layer hình ảnh. Ở bài học kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chức năng Layer Mask, một trong những chức năng tạo mặt nạ cho đối tượng hình ảnh vô cùng quan trọng với phần mềm Photoshop. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.